Xứ sĩ đồ lót giá rẻ tại sao luôn được những nhà kinh doanh đồ lót lựa chọn? Hiện nay, đồ lót giá rẻ đang tràn lan ở khắp thị trường Việt, đặc biệt là những khu chợ sỉ lớn, những trang mạng xã hội cũng rất nhiều. Nhưng không một ai biết nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm này. Đồ lót giá rẻ rất đúng với cái tên của nó, ngồi rỉ ra thì không còn gì cả. Khi mua những sản phẩm này, bạn không hề biết được nó được sản xuất ở đâu, chất lượng như thế nào, có an toàn hay không, có được đổi trả nếu bạn bán không được. Và có ai tư vấn cho bạn khi bạn muốn chọn sản phẩm về kinh doanh, hay có được tư vấn cách trưng bày sản phẩm, tủ kệ sao cho bắt mắt. Và có được hỗ trợ về marketing bán hàng hay giúp thoát hàng khi tồn hay không. Tất cả đều có câu trả lời là không. Bạn chỉ được mua hàng với giá rẻ mà thôi, còn lại bạn tự lên kế hoạch và không một ai có thể hỗ trợ bạn đâu nhé. Nhưng với xứng sĩ đồ lót giá rẻ thì khác. Bạn sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ từ đầu tới cuối, từ khâu chọn những sản phẩm để kinh doanh, những sản phẩm được thị trường chuộng, cách trưng bày sản phẩm, những hướng kinh doanh đúng, các chiến lược trong kinh doanh, cách quản lý nhân sự, cách thoát hàng cho đại lý và đặc biệt là được đổi.